Con người nó có hai cái bán cầu não như thế này. Mình ví dụ như nhà của chị á, chỉ có hai đứa con như nhau. Để tôi copy hai này ra cho nó, anh em hình dung cho nó dễ nè. Có nhiều người họ không hiểu cái này, tội nghiệp mấy đứa nhỏ lắm. Quý vị chờ tôi tí nha. Bây giờ chúng ta nhìn thấy hai cái bộ não đúng không? Mình có hai đứa con, mà hai đứa này là chính xác là một cha thôi. Đúng là một cha sinh ra hai đứa này, cùng một ông cha sinh ra. Nhưng mà bây giờ hai đứa này á, trời sinh ra nó là đều cho nó là khoảng 86 tỷ neuron thần kinh. Có nghĩa là trời rất là công bằng. Quý vị nghe kỹ nha. Nhiều người họ cứ nói ông trời ông không công bằng, tại sao người này thế này, người kia thế kia, là nói vậy là tội chết á. Ai mà cứ liên tục nói như vậy là đời họ khổ dữ lắm. Họ đang gây ra rất nhiều cái tội đấy. Bây giờ nhà chị của mình á, chị Hương á, chỉ có hai đứa con. Một đứa là đây và một đứa là đây. Trời sinh ra hai đứa có bộ não như nhau. Nó chỉ khác cái chỗ này nè. Tự nhiên á, cái đứa này nè, tự nhiên cái neuron nó phân bổ kiểu này nè. Đó. Còn cái đứa này nó lại phân bổ kiểu này nè. Nó ngược ngạo vậy chứ. Tức là bên này 8, bên này 2. Nhưng mà đứa này thì lại là bên này 2, bên này 8. Hoặc là đây là bộ não của chị. Đây là bộ não của chị Hương nè. Còn đây là bộ não của bé Giang nè. Vậy thì bộ não của mẹ thì bên này 8, bên này 2. Còn bộ não bên này là bên này 2, bên này 8. Cộng lại nó vẫn là 10. Nhưng mà nó ra hai cuộc đời khác nhau. Nó ra hai cái năng lực khác nhau. Nhưng mà khổ một cái, chỉ lại muốn con gái mà phải rất là phải biết nấu ăn, phải siêng nấu ăn, phải chăm gia đình. Cái điều đó là tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng nếu như mà chúng ta muốn con của mình biết nấu ăn, hoàn toàn có thể làm được. Nhưng biểu nó mê nấu ăn, để ý nấu ăn thì không phải đứa nào cũng làm được điều này. Ai hiểu ý này xin comment xuống. Chữ hờ tức là chữ hiểu á. Chúng ta phải hiểu rằng á, là cộng neuron lại là như nhau, nhưng chỉ có khác một điều á, là cái sở thích của đứa con mình nó khác mình. Nếu đây là hai bộ não của hai đứa con ruột của mình thì đứa này nó sẽ khác đứa này. Nhưng mà chúng ta biết rằng á, là cái việc mà nấu ăn là một việc rất quan trọng. Tôi nói lại nha quý vị, cái việc mà biết nấu ăn là rất quan trọng. Nếu ai mà không dạy cho con mình nấu ăn là mình đang hại đời của con mình và hại đời của con nhà người ta. Có nhiều người không biết nấu ăn, suốt ngày chúng ta phải đi ăn tiệm, ăn quán. Đặc biệt cái người phụ nữ mà biết nấu ăn là thôi vô cùng tuyệt vời. Với văn hóa Á Đông, người phụ nữ nào mà biết ăn ngon thì mình thôi, ông chồng ông khuất phục toàn diện. Nấu ăn. Vậy thì hai cái người này có hai bộ não khác nhau. Mà khổ một cái là chúng ta phải hiểu thế này nè. Một cái chức năng, ví dụ như cái chỗ này nè, nó làm chức năng là ý tưởng. Đó, ý tưởng. Còn cái vùng não bên này nè, cái vùng não bên trái này nè, nó lại làm cái chức năng là tính toán, tức là logic. Đó. Vậy thì mỗi cái vùng não nó làm một chức năng khác nhau. Nên suy ra là ngay cái vùng ý tưởng của cái người này, tôi tạm gọi là người số 1, còn đây là người số 2. Vậy thì hai bộ não này có số lượng neuron như nhau, nhưng mà người số 1 á, thì neuron nó nằm nhiều ở khu ý tưởng. Nên mấy người này mà biểu họ ngồi một chỗ họ chịu không có nổi. Họ không thể nào mà ngồi im mà tập trung học được. Mà họ ngồi tí là họ tưởng tượng chuyện này, họ tưởng tượng chuyện khác. Sau này đi làm, họ là người rất là thích đưa ra ý tưởng, rất thích được làm lãnh đạo. Được không quý vị? Bởi vì họ là người như vậy. Nhưng mà nếu như mà cũng cái bộ não này mà tự nhiên qua tới cái đứa thứ hai này, thì chúng ta biết là cái khu logic của cái đứa thứ hai này nó nhiều, nên dẫn tới là nó thích tính toán, nó thích gọi là số liệu, nó thích nghiên cứu. Vì vậy là chúng ta biết là có những đứa con sinh ra là để đi học,
Nhưng mà có những đứa con sinh ra là để làm lãnh đạo. Nghe kỹ này nha. Có những đứa bé nó sinh ra là để làm nhà khoa học, để làm chuyên môn. Ví dụ như là chuyên gia làm kế toán, chuyên gia về tài chính, chuyên gia về thiết kế, chuyên gia về cái gì đó. Nhưng mà có những đứa trẻ sinh ra là để làm lãnh đạo. Lãnh đạo tức là tôi đang nói lãnh đạo của lãnh đạo. Nghe kỹ này nha quý vị. Trong một công ty ví dụ như là trưởng phòng marketing được gọi là lãnh đạo. Được không ạ? Trưởng phòng kinh doanh gọi là lãnh đạo. Nhưng mà CEO, chủ tịch đó, người ta gọi là lãnh đạo của lãnh đạo. Quý vị hình dung à? Thế nếu con quý vị có những đứa nó sinh ra là không phải để đi học, nó sinh ra để làm lãnh đạo, mà quý vị cứ biểu nó học 10 điểm là quý vị ác với nó lắm. Và quý vị đang ác với gia đình của mình, với dòng họ của mình. Tại vì sao? Tại vì lẽ ra mình để cho con của mình được làm lãnh đạo thì nó đã sướng từ lâu rồi, mà nó đã làm ra rất nhiều tiền rồi. Nhưng tại vì quý vị cứ muốn nó 10 điểm, quý vị muốn nó phải là một chuyên gia tài chính giỏi, chuyên gia kế toán giỏi. Và bởi vì quý vị bắt nó làm cái thứ mà nó không giỏi, nên nó sẽ chán. Nó cảm thấy tại sao cũng phải làm như vậy. Quý vị hình dung không ạ? Nhưng mà cũng có những đứa trẻ là hai cái bán cầu của nó cân bằng. Tức là nó ở trạng thái này nè quý vị. Nếu mà quý vị nghe mà cái này mà có 10 lần mà chưa chịu làm á, thì cũng gọi là chưa hiểu. Còn nếu mà làm thì coi như là ngon lành. Còn nếu mà, tức là tôi nói một lần mà hiểu là coi như tốt đẹp. Còn tôi nói, có người nói nghe thầy nói mấy lần rồi mà vẫn chưa làm được. Đây, hãy tưởng tượng cái đứa bé này. Bên này nó bằng với bên kia. À, hai bên bằng nhau. Có những đứa là nó vừa lãnh đạo giỏi mà nó vừa là một chuyên gia giỏi. Đứa này hiếm vô cùng. À, trên đời nó hiếm dữ lắm. À, ngàn người chắc kiếm được 5 người quá. Hiếm vô cùng. Còn người bình thường, thông thường mà chúng ta thấy đó là lãnh đạo giỏi thì tính toán không giỏi, nên họ cần phải có trợ lý. Họ cần phải có ô xin. Nghe cái từ ô xin nghe nó, bởi vì nó ở cái tuổi 13, nó chưa có một cái nhận thức đầy đủ rõ ràng, nên nó nói con đi làm thuê, rồi con lấy tiền và con thuê lại người làm thuê. Nhưng mà nó đang muốn nói rằng con không có thích làm cái chuyện đó, vì đó không phải là thế mạnh của con. Vì vậy mình chỉ cần đưa ra chiến lược để cho nó biết nấu khoảng 5-10 món gọi là thường dùng ở nhà. Ví dụ như rau muống xào tỏi, ví dụ như là gà kho sả ớt, ví dụ như là cá ngừ kho, ví dụ như là tôm rim, canh bầu, canh bí, khoảng 10 món là coi như nó đã quá tuyệt vời rồi. Còn lại nếu mà cái đứa này mà biểu nó vô là con phải nghiên cứu cái món này con hầm cho chồng con ăn nè, con phải nghiên cứu để con biết cái món này để con gọi là lấy lòng mẹ chồng nè, để con trở thành một người phụ nữ đảm đang, là mình quá tàn ác với nó, bởi vì nó không sinh ra để làm chuyện đó. Ai đã hiểu ý này rồi comment xuống. Hiểu. Có con sinh ra từ nhỏ đã muốn làm lãnh đạo rồi mà không vui. Có những người ấy, mình chỉ ao ước con của mình nó có cái máu làm chủ thôi. Có những người bây giờ xây dựng cả một cái sự nghiệp cả đời luôn đó, bây giờ để lại cho con của mình, biểu nó đi học làm chủ nó không thích, nó lại thích làm chuyên gia. Đau cái đầu muốn chết luôn. Tại vì cả cái cơ đồ của mình bây giờ giao cho ai đây? Nhưng mà giao cho con của mình thì nó lại không chịu. Nó cứ đòi đi đánh đàn. Nó chỉ thích đánh đàn, nó trở thành một người nghệ sĩ đánh đàn. Mà ông ba nó lại là một thương gia. Hoặc là bây giờ nó chỉ thích được đi làm giáo viên, nó dạy mấy đứa trẻ, chứ nó không thích làm kinh doanh. Nên có nhiều người họ đau đầu muốn chết, hả? Buồn muốn chết. Có một cái câu nói rất là hay, đó là bạn không biết chữ cũng được, nhưng nhất định bạn phải biết nhìn người. Hả không? Mình, bởi vì mình không biết nhìn người, nên mình mới gây ra rất nhiều cái khó khăn cho cuộc đời của mình đó. Mình nhìn lộn người, nên mình sẽ có sai nhân viên. Mình nhìn lộn sếp, nên mình phò tá sai người. Mình nhìn lộn khách hàng, nên mình đã làm ông, mình đã kinh doanh buôn bán gì đó, nó gây rất nhiều trắc trở. Mình nhìn lộn người một cái là mình gây ra bao nhiêu chuyện trong cuộc sống của mình. Quý vị hình dung ạ?
Đối với cái đứa mà nó không thích nấu ăn, nhưng mà mình lại muốn nó nấu ăn vì nó là con gái, nó cũng nên có chục món gì đó lận lưng. Thì chúng ta phải hiểu là lý do. Khi biểu người ta làm thì mình phải biết là cái lý do mà người ta làm là gì. Tức là nếu như mà có một số người á, mình không có cần phải nói, người ta suốt ngày cũng cứ chui vào trong bếp. Tôi trong cái cộng đồng outlier của tôi có một thằng bé ở bên Phú Mỹ Hưng, nhà rất là giàu, cha của nó làm kinh doanh, mẹ nó làm kinh doanh. Tự nhiên cái nó thích ra nấu ăn, nó thích đi nấu ăn. Nhà của nó có truyền thống kinh doanh cả cha cả mẹ, được không? Cái tự nhiên đến đời nó, cái tự nhiên nó thích đi nấu ăn. Thế bây giờ con mà nó lại là một thằng con trai nhá, nhưng mà nó lại rất mê nấu ăn. À, tức nó rất là thích cái chuyện bếp núc, nó thích nấu ăn. À, thế bây giờ nó cứ thích được nghiên cứu để tham dự những khóa nấu ăn, đọc sách về nấu ăn, biểu diễn về nấu ăn. Nhưng mà con chị Hương á, thì lại nó không thích. Thế cái thằng bé đó mà nếu mà mình muốn nó nấu ăn thì chưa muốn là nó đã làm rồi. Ai hiểu ý tôi đưa tay lên vậy vậy. Thì quý vị quá sức là khỏe, đâu có còn mất sức gì đâu. Bởi vì cái thằng đó về căn bản nó đã thích nấu ăn rồi mà. Và mẹ của nó cũng nhiều lần nói với tôi là thầy ơi thầy, nhà em toàn là dân kinh doanh không mà tự nhiên nó thích nấu ăn. Em cũng chẳng biết làm sao mà nó là đàn ông con trai mà cứ chui vô trong bếp làm cái gì. Mà nó mê lắm thầy ơi. Thích đọc sách nấu ăn rồi nó thích nấu món Pháp, món Âu, món đồ, nó tìm hiểu nhiều món lắm thầy. Đấy, tôi mới nói là thế hôm nay mà chị không tham dự lớp chứ có, tôi kêu đổi con với chị Hương. Tại vì một bà thì thích con nấu ăn, một bà thì không thích con nấu ăn. Đổi nhau cái là hạnh phúc cả hai. Ha. Vậy thì bây giờ nếu như một đứa mà bẩm sinh nó đã thích nấu ăn thì coi như mình không cần phải phương pháp gì hết trơn á. Nhưng nếu như con của mình là một cái đứa nó không thích nấu ăn, nhưng mình lại hiểu là phụ nữ thì cũng nên có chục món gì đó để mình lận lưng, để về nhà nhiều khi mình chủ nhật mình nghỉ ngơi mình bày ra mình nấu cho chồng con mình ăn. À, cái chuyện mà có ô sin làm là một việc rất là tốt. À, để cho mình khỏe và có thời gian mình nghỉ ngơi, mình làm việc khác. Nhưng mà nếu mà tự tay mình mà nấu cho chồng con mình một bữa cơm thì đó lại là một cái câu chuyện khác. Ha, không có gì hạnh phúc bằng khi vợ chồng ngồi lặt rau cùng với nhau. À, chồng nấu canh, vợ rửa rau, rửa chén, rồi cùng nhau bày ra mâm cơm gia đình ăn. Cái đó là một cái thi vị của cuộc sống đó, chứ nó không đơn thuần là cái chuyện ăn cho no bụng. Nếu mà ăn cho no bụng thì có thể đi mua ở ngoài ăn hoặc là thuê người nấu, vân vân. Vậy thì nếu một cái đứa mà nó không có thế mạnh thì chúng ta phải hiểu rằng lý do để khi người ta làm một cái gì đó theo các anh chị là gì? Các anh chị comment đóng góp cùng tôi xem. Các anh chị sẽ làm một việc gì đó khi nào? Mặc dù các chị không thích nhưng mà các anh chị sẽ làm khi nào? Comment xuống giùm tôi. Khi nào? Các anh chị comment giúp tôi ấy. Khi nào thì các anh chị làm mà các anh chị không có thích nhưng mà vẫn làm? Thì đó là khi nào? Vui nè, khi cần thiết nè, khi yêu thương, có trách nhiệm, có động lực. Các anh chị comment đi, ở ngoài live stream, các anh chị comment. À. Khi yêu thương ai đó, nên mình làm, vì người thân mà làm, vì có động lực mình làm, vì mình có trách nhiệm, đúng rồi. Rồi, cảm ơn các anh chị ở ngoài live stream, khi thấy cần thiết, tức là mình không thích nhưng mà thấy cần thiết thì mình làm, đúng rồi anh Hoàng. Thấy trách nhiệm với gia đình, đúng rồi. Chị Hiền Vũ nói đó là trách nhiệm, đúng rồi. Chị Hiếu Linh nói là có động lực. À, chị Thí Phan nói là yêu thương ai đó. Không, cái đam mê là ý Phong không hỏi vậy đâu chị Nhi. Phong đang nói là không hề đam mê nhưng mà vẫn làm là vì sao? Phong hỏi là, tôi đang hỏi quý phụ huynh là nếu như giả như một cái việc mà mình không có mê gì hết trơn á, nhưng mà tại sao mình lại làm? Trách nhiệm thôi. Thấy không? Vì yêu, à, vì trách nhiệm, à, vì bị áp đặt hả? Không, tức là mình chưa có gọi là đưa vào cái trạng thái áp đặt, mà đang nói đây là không thích nhưng mà tự nhiên mình cũng phải làm, mà không phải là do bị ép nha. Ok, tất cả quý vị đều đã nói đúng rồi đó. Vì chúng ta yêu thương mà làm. Có những thứ chúng ta có thích đâu, nhưng mà vì thương quá nên mình làm thôi. Có rất là nhiều thứ tôi đâu có thích đâu quý vị, nhưng vì tôi thương nên tôi làm.
Bởi vì tôi thấy mình cần phải có trách nhiệm nên tôi làm. Quý vị biết không? Bây giờ thì cái đời sống kinh tế rồi cuộc sống của mình nó ổn định tốt đẹp. Ơn trời. Sau nhiều năm nỗ lực, mình đã biết cái cách để thiết kế cuộc sống. Mình biết cách làm sao để cho tiền bạc của mình nó đủ đầy, sức khỏe của mình nó tốt đẹp, mối quan hệ của mình nó ngon lành. Nhưng mà rất là nhiều năm, nhiều năm trước, khoảng 8 năm, 10 năm trở về trước, thì cuộc sống của tôi nó khổ lắm quý vị. Nó chao đảo, nó gặp rất nhiều cái trắc trở luôn đấy. Và trong những cái lúc đó, có rất là nhiều lần mệt lắm, chán lắm. Và mình muốn bỏ cuộc. Tức là một cái ao ước của tôi á, cái khát vọng của tôi á, là tôi muốn là làm sao mình phải giàu có, mình phải nhiều tiền để mình đem mình báo hiếu cho cha mẹ của mình, để mình lo cho cha mẹ của mình có một cuộc sống thiệt là hạnh phúc, thiệt là đầy đủ. Đó là ước mơ cả đời của tôi. Đó là khi mà lúc đó mình chưa có hình dung tới cái trách nhiệm gia đình của mình, thì mình từ bé là mình đã nghĩ về cha mẹ. Cha mẹ của tôi chính là nguyên nhân lớn nhất và đầu tiên nhất trong cuộc đời của tôi. Khi hỏi rằng tại sao anh lại làm như vậy, tại sao anh nỗ lực như vậy, thì tôi nói đó là vì cha mẹ của tôi. Tôi nhìn thấy cha mẹ của tôi quá cực và tôi có một cái ao ước từ bé là tôi phải làm ra thật nhiều tiền để tôi làm cho cha mẹ tôi sung sướng hơn, đầy đủ hơn. Vậy thì có những cái giai đoạn trong cuộc đời của tôi làm ăn nó gặp khó khăn, nó bị phá sản, nó bị trắc trở. Có những ngày tháng nó buồn bực, nó cực khổ, nó đau đớn, nó mệt mỏi lắm quý vị. Và rất là nhiều lần tôi có ý định bỏ cuộc. Tôi nói thôi dẹp. Giàu, ông bà mình nói rồi, giày dép còn có số huống gì con người. Đúng là ông bà mình nói đúng, có bột mới gột ra hồ, ha, có bột mới làm ra bánh, chứ mình toàn nước lạnh, mình ngồi mình quậy cả ngày cũng làm sao mà ra được hồ. Mình phải bỏ hồ vô trong nước, mình quậy có hồ nó mới ra được chứ. Quý vị hình dung không? Ngày xưa là ông bà mình dạy vậy đó, rồi cha mẹ tôi cũng dạy vậy đó. Cha mẹ tôi ngay từ bé cứ nói với chúng tôi rằng là đi học đi, nỗ lực học cho giỏi tụi con, để sau này có cái công ăn việc làm tốt hơn ba mẹ, chứ đừng có mong giàu có gì hết nghe con, nhà mình nghèo mà. Cứ ông rồi cứ nói với con như vậy á. Kinh khủng lắm, cha mẹ mình nhìn coi vậy cho nhiều khi họ dạy mình tầm bậy lắm á. Thường mỗi lần tôi giảng bài vậy là ba má tôi ngồi ở dưới quê cũng đang coi á. Ba má thứ tội, mỗi lần nói thiệt lòng á, nói tầm bậy. Tức là ba mẹ tôi là từ bé cứ dạy tôi là nỗ lực học cho giỏi để sau này kiếm tiền tốt hơn ba má, chứ đừng có mong làm giàu, bởi vì nhà mình nghèo mà. Tức là ý nói là có bột mới quậy ra được được hồ, làm ra được bánh, chứ còn nước lọc không mà làm sao làm. Nhưng mà tôi không có tin. Tôi nỗ lực tôi làm. Và cũng có những cái lúc tôi làm lên được một tí rồi ẻo thất bại, lên được một tí ẻo thất bại, và tôi mệt mỏi. Sau đó tôi muốn bỏ cuộc. Nhưng bởi vì á, tôi định bỏ cuộc nhiều lần rồi đấy chứ. Nhưng mà tôi nghĩ tới cái cảnh má tôi thức khuya dậy sớm, trong người không khỏe mà phải thức dậy đi làm rất là sớm để kiếm tiền lo cho anh em tôi ăn học. Cái hình ảnh, cái sự khổ cực của má tôi đó, nó hằn sâu vào trong cái tâm trí của tôi, nên làm cho tôi cảm thấy rằng không, mình không được bỏ cuộc. Tôi nhìn thấy cái sự khắc khổ trên gương mặt của cha tôi và tôi quyết định không, mình không bỏ cuộc được. Tức là vì thương quá mà mình làm, nên thành ra mình nỗ lực. Nên là có những cái việc đó là mình không thích làm nữa, mình mệt lắm rồi, nhưng mà bởi vì mình có tình thương nên mình làm. Vậy thì chúng ta phải làm sao đó để cho con nó thương mình. Mà muốn con nó thương mình đó, đố quý vị chúng ta phải làm sao? Quý vị nghĩ coi, chúng ta phải làm sao để con nó thương mình? Quý vị comment ý của mình đi. Các anh chị thân mến, nếu các anh chị nghe những kiến thức này và các anh chị thấy nó có giá trị với các anh chị, thì xin các anh chị hãy bấm nút chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Và các anh chị cũng đừng quên bấm nút subscribe kênh nha. Các anh chị bấm vào nút hình quả chuông ấy, đấy, ngay cái hình quả chuông ấy. Và khi các anh chị bấm vào hình quả chuông thì khi tôi có một cái video clip mới thì ngay lập tức các anh chị sẽ nhìn thấy nó. Nhớ bấm vào nút subscribe kênh nha. Và đừng quên chia sẻ cho nhiều người cũng được học. Cảm ơn các anh chị rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị.